cậu chúng mày đòi tiền để đưa cho cái cô mộng mơ ấy. Chúng mày bảo mẹ mày biết làm thế nào bây giờ? Con nghĩ là một mộng mơ cũng không phải tay vừa đâu mẹ. Con nghĩ là nhìn thấy cậu mình khờ khạo dễ lừa quá, cho nên là tìm mọi cách để trả tiền đấy. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhưng mà mẹ sợ lúc nhìn thấy quan tài thì cậu mày nhảy thẳng vào ấy. Cái hồi cô xẻ cô ấy bỏ ấy, cậu chúng mày sống như người mất hồn ấy. Không biết sau này đi xuống gì kia, gặp ông bà không biết mẹ ăn nói thế nào bây giờ. Mẹ, mẹ đừng xúc động quá. Bây giờ phải thật bình tĩnh mới tìm ra cách giải quyết được mẹ. Chị Khánh, chị thấy bà Mơ lạng vạng với mấy người á? Ừ, có nhiều lần con đi làm về, nhìn vào cái cửa hàng đấy, thấy Mộng Mơ ôm xả nẹo mấy ông già, thậm chí còn già hơn cả cậu Vượng cơ mẹ. Trang, bây giờ trong nhà của em là giỏi xử lý tình huống nhất, theo em thì nên làm như thế nào? Em thấy là trong chuyện này, tính đi tính lại thì cậu mình sẽ bị lừa cả tình cả tiền thôi. Mà có khi là người ta chưa kịp lừa thì cậu Vũ đã trở mặt ra cho người ta lừa rồi. Tóm lại là bây giờ phải tính cách nào đó để giảm thiểu thiệt hại nhất có thể thôi. Mình có nghĩ như thế này nhá. Nếu như mà mọi chuyện đã đến nước đấy, tại sao mình không tính toán thêm một tí? Rõ ràng là con mụ Mộng Mơ là cái kiểu ong bướm vây quanh đúng không? Là người dễ dãi, ham tiền đúng không? Thế thì mình đi thuê thử một người đàn ông kiểu cao to, đẹp trai, giả vờ có nhiều tiền, xong rồi đến tán. Con nghĩ chắc chắn là cái kiểu của Mộng Mơ tham vàng bỏ ngãi sẽ bỏ cậu Vượng thôi. Con nghĩ bây giờ chỉ có cách như thế thì cậu Vượng mới sáng mắt ra thôi. Thấy cậu sao? Cậu tuy mắt kém nhưng mà lòng dạ cũng ngay thẳng, trong sáng, chứ không suy nghĩ đen tối như mày đâu. Cậu nói thật nhá, mày bị chồng bỏ cũng chưa chắc chỉ vì do gia đình thằng Đức đâu. Ô cậu, cậu cứ bình tĩnh đã. Sao cậu lại nói như thế? Mẹ cháu rồi các chị em cháu ngồi đây cũng chỉ vì lo cho cậu thôi đấy. Sao mà phải lo? Chị cậu rồi tất cả chúng mày đều coi thường cậu. Cậu từng này tuổi rồi, yêu một người cắt tóc gội đầu thì có cái lỗi lầm gì nào? Cậu không làm gì vi phạm pháp luật cả. Cậu có làm được gì giết người cướp của hay đốt nhà đâu, thế tại sao phải ngăn cấm, phải bài binh bố trận, phải mưu mô như thế? Mày, mày chị mày vì bệnh mày mà bị ngã, còn mày thì đi đỡ người dưng. Các cháu ruột của mày lo cho mày mà mày nói như tát nước vào mặt nó thế à? Được rồi, mày muốn yêu đương thì yêu, mày muốn làm gì thì làm. Mày này có ngã sấp mặt thì đừng có về khóc với chị mày nhá. Chị bảo em muốn làm gì thì làm đúng không? Đấy là chị nói đấy. Cậu, cậu cho em xin cái số tiền mà bấy lâu nay chị vẫn giữ giúp em ấy ạ. Cậu, sao cậu lại nói như thế? Bây giờ cậu phải bình tĩnh, rồi cả nhà mình cùng ngồi lại tìm cách giải quyết đã. Nhưng mà tại sao phải bàn bạc? Chẳng có gì phải bàn bạc cả. Tiền của cậu để cậu tự quản lý chứ. Tiền cho cậu. Thì ra cậu vẫn nghĩ đến cái số tiền ấy à? Cậu sợ tôi sẽ ỉm đi hay là sẽ ăn chặn của cậu đúng không? Không, ý em không phải là như vậy. Em có việc gấp, em cần tiền. Cậu ơi, cậu nghĩ lại đi, đừng để mình gặp sai lầm nữa. Đời người ai chẳng có lúc sai lầm. Mày cũng vì sai lầm mà chồng nó bỏ ấy. Cậu, chị, tiền của cậu đây, cả tiền tiết kiệm mà tôi làm cho cậu, cậu cầm lấy đi. Từ bây giờ
Đừng gọi là chị nữa. Cầm lấy. Em xin lỗi. Cậu Phượng.